thì để em tâm sự với ba. Sao nhìn con buồn vậy luôn? Thôi thôi, có gì từ từ giải quyết con. Có chuyện gì nói cho ba biết coi. Hả? Đừng có khóc nữa luôn. Có chuyện gì? Hả? Chuyện gì? Lớn nó bỏ con rồi ba ơi. Sao vậy? Sao nó bỏ con? Hay là mày làm chuyện gì sai với Lớn phải không? Nhậu nhẹt, bê bết, bồ bịch, lăng nhăng ở ngoài có phải không luôn? Hả? Đừng có khóc nữa. Có chuyện gì nói cho ba biết coi để ba giải quyết phụ con. Ừ? Chuyện gì? Lớn nó nói với con là dạo này nó xui quá. Nó rủ con đi ăn hồng vịt lộn. Rồi sao? Cái hồi sáng này con ngủ quên. Cái con thất hẹn với Lớn. Cái sáng này Lớn nhắn tin đồ chia tay với con luôn. Đó đó đó, đàn ông phải biết giữ lời hứa. Chứ mày hướng đường mày làm nẻo gì Lớn nó giận mày phải, nó bỏ mày phải rồi. Mà đâu phải con cố tình đâu, đáng lẽ hồi sáng này con dậy đúng giờ rồi. Nó hẹn con mấy giờ? Nó hẹn con 5 giờ sáng đi ăn vịt lộn. 5 giờ sáng đi ăn vịt lộn hả? Đúng rồi bà, đúng rồi. Rồi sao nữa? Hồi sáng này con ngủ dậy, con thấy đồng hồ treo tường hiện 4 giờ. Con tranh thủ vậy đánh răng rửa mặt, thay đồ xong tự nhiên thấy tin nhắn của Lớn nó nhắn. Tôi với anh chia tay đi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Ủa sao kỳ vậy? Con thức dậy sớm hơn cuộc hẹn luôn mà. Thì đó, do cái đồng hồ treo tường nó bị chết từ đại não đi nào rồi. Chán gì đâu luôn. Thôi, nói tới đây bà hiểu vấn đề rồi. Để ngày mai ba mua cho con cái đồng hồ đeo tay. Đừng có xài đồng hồ treo tường nữa, bất tiện lắm. Bà mua cái nào à? Xin xịn á. Mà bà tính mua ở đâu vậy? Thì chắc qua đồng hồ đẹp mua chứ mua đâu mày. Được á, nhớ mua cái xịn xịn á. Ok, bây giờ vấn đề kế tiếp là ba sẽ qua nhà con Lớn để nói chuyện với nó. Để nó đừng có hiểu lầm con. Dạ, giải thích với nó giùm con đi, con mang ơn ba suốt đời. Lớn, con đừng có giận luôn nữa. Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Do cái đồng hồ treo tường bị chết. Chứ đâu phải nó cố ý tới trễ đâu mà con giận nó. Đâu chia tay với nó. Sáng giờ nó nhà cứ khóc sùm, tao nhức đầu với nó quá. Thôi bây giờ bỏ qua đi, đừng có giận nữa nghe Lớn. Con giận ảnh hồi nào? Thì sáng mới nói chuyện với tao nè. Nó nói là mày giận nó. Ảnh nói xạo á. Ê mày đừng có giận với tao nghe. Nó mà xạo sự gì, sáng giờ nó khóc sùm ở nhà nó. Ảnh xạo đó. Thằng Lu nó xạo đi được cái gì? Ảnh dụ ba mua đồng hồ đó. Ba bị dụ rồi. Mày hội đồng với nó chơi tao phải không Lớn? Tụi mày giỏi quá ha. Ai biểu? Trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.